Alo alo, xin chào tất cả mọi người. Ngày mới thật tốt lành. À, xin chào các anh em đến kênh YouTube Lý Việt mô của mình ha. Thì nếu như các bạn lần đầu tiên mà đến kênh YouTube của mình, xin hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Rồi thì hôm nay mình làm cái video này các bạn để cho các bạn biết rằng là Eagle Network chuẩn bị list lên hai sàn lớn trên thế giới các bạn nha. Một sàn ở top 10 và một sàn ở top 20 nha. Và chúng ta hãy xem cái tin tức tốt lành này nha. Cho nên là các bạn đang đào XG hãy, hãy, kiên nhẫn đào nha các bạn nha. Tích lũy từ từ để các bạn. Rồi thì trước tiên các bạn đi vào cái app XG Network này nha. Rồi, nếu mà các bạn đi vào XG Network mà các bạn quên bấm đào á thì các bạn bấm vào cái nút này cho anh đào giúp mình nha. Bấm vào đi các bạn. Ha. Rồi. Khi mà các thấy cái số này nó nhảy nè, và cái số này nó nhảy là nó ok nè, Đó thấy chưa? Rồi Lâu lắm rồi mình mới làm cái video hướng dẫn về cái cái, cái Google này Các bạn nhớ nhắc cái hành viên của mình đào nha các bạn nha ha, Bằng cách là bấm vô cái cái này Cái đồng hồ này bấm vô một cái ha Bấm ok là mình nhắc nhở người ta đào ha Đó thì quá đơn giản rồi Cái video nào mình cũng hướng dẫn các bạn rồi Và à, các bạn nói là các bạn rút nó không về Rút về nha các bạn nha Thế nè Mình chỉ cho các bạn các bạn đi vào cái app Crypto uh, uh, cara này nha. Nếu mà các bạn rút không về á thì mình cũng hướng dẫn uh, cái video trước rồi. À, các bạn uh, các bạn xem lại có thể làm là làm được hoặc là các bạn xóa đi. Các bạn xóa cái app này đi. Các bạn nhớ lưu lại cỡ, cụm từ mật khẩu nha của cái ví này nha. Xóa cái ví đi rồi, rồi tải lại tải lại cài vào đăng nhập lại ha. Đăng nhập lại thì sẽ sẽ có thấy nè, mình rút về 10 con nè về đó rồi nha rồi chúng ta hãy đi vào cái tin tức tốt lành này chúng ta xem nha thì chúng ta hãy trở ra nó cập nhật lên. tin tức này rất là tốt cho nên các bạn hãy xem để mà nắm giữ nha biết được thì nắm nó rồi ha à. đây là cái tin tốt này good news đó mới ra ngày 6 ha thì bây giờ mình sẽ uh, cho các bạn xem nội dung nó như thế nào nha mình đã đem ra google dịch rồi Rồi, tin tốt, xin chào các thợ mỏ. Như thường lệ, nhóm cốt lõi của chúng tôi biết rằng điều quan trọng là phải có là phải cho bạn biết về việc liệt kê các bước cho Eagle Network và argon đã thực hiện cho đến nay. Đây thực sự là một tin tốt, vui lòng đọc kỹ để thấy được những lợi ích cho bạn và sự tiến bộ của Eagle Network. Chúng tôi đã nói chuyện với hai sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để liệt kê Egon Swap Dead. Danh sách này sẽ cung cấp uh, EAN tức là Eagle Network của bạn và Egon cho tất cả các thành viên của họ sau khi niêm yết. Một là sàn giao dịch tiền điện tử top 10 và thứ hai là 20 tức là top 20 các bạn. Sàn giao dịch hàng đầu sẵn sàng niêm yết EAN và Egon càng sớm càng tốt. Chúng tôi biết chỉ liệt kê EN và EGON trên EGON swap là không đủ tức là cái sàn nó có cái sàn EGON swap của nó đó đúng không nhưng mà không đủ bây giờ nó muốn list lên cái sàn khác nữa mà cái sàn nó là top 20 và top 10 ngon hả các bạn nha chúng tôi đã đàm phán trong những ngày qua và họ yêu cầu chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi niêm yết thích hợp nhưng như các bạn đã biết EGON swap Dead và mã thông báo Eagle Network được kiểm toán như bạn có thể thấy từ liên kết báo cáo kiểm toán bên dưới bài đăng này. Nhưng sàn giao dịch đang yêu cầu kiểm tra tùy chỉnh trước khi niêm yết. Điều này là do mã thông báo Egon và là mã thông báo trao đổi tiền điện tử, nên việc kiểm tra diễn ra nhiều hơn bình thường. Điều này có nghĩa là sàn giao dịch cần thêm báo cáo kiểm toán vì EgonSwap cũng là một sàn giao dịch tiền điện tử nắm giữ hàng tỷ quỹ tiềm năng. Vì vậy, họ cần căng nhé, họ cần chắc chắn hơn để xác nhận rằng chúng tôi đã tuân theo tất cả các giao ước giao thức tài chính tốt nhất. Họ cho biết cần phải kiểm tra thêm để có thêm tâm sự của nhà đầu tư sau khi ra mắt công chúng. <laughs> Tức là những cái sàn này nó yêu cầu ICO network nó phải tuân thủ các điều kiện đủ các điều kiện để mà nó cho list lên sàn các bạn đơn giản như vậy thôi tức là trước khi mà muốn list lên sàn của nó thì phải tuân thủ các điều kiện của nó đáp ứng các điều kiện của nó ok thì cho list lên thôi thì xgo nó nói như vậy thì nó đang nó đang cần những cái điều kiện đó và nó đang đáp ứng cái điều kiện đó để được list lên chúng tôi nhóm cốt lõi cũng đồng ý với những yêu cầu này chắc chắn chúng tôi có thể khởi chạy sự hiện tại nhưng chúng ta có thể còn nhiều hơn thế nữa với sự hỗ trợ từ một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu làm việc cùng với Eagle Network. Chúng tôi biết rằng có quyền truy cập vào một sàn giao dịch trước khi ra mắt công chúng là rất chiến lược về lâu dài. Chúng tôi biết việc các nhà đầu tư chờ đợi debt có lợi cho cả cộng đồng hơn là chỉ tung ra như hiện tại. Tốt hơn là một tốt hơn là có một người mua đang đợi đến từ sàn giao dịch hơn là làm việc một mình vào thời điểm này. Điều này có nghĩa là theo lời khuyên, chúng tôi cần thực hiện lại báo cáo kiểm toán bổ sung, đồng thời thực hiện chương trình tiếp cận tiếp thị, chiến lược để tạo ra nhận thức cần thiết cho Dex để các nhà đầu tư có thể trang bị và thêm thanh khoản vào Dex ngay từ ngày đầu tiên. Điều này làm cho Egon Swap Dex trở thành một sàn giao dịch phi tập trung ra mắt công bằng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn trước khi ra mắt công chúng. Về bản chất, chúng tôi cần thực hiện thêm báo cáo kiểm toán và tiếp thị nhiều hơn nữa để ra mắt công chúng tốt hơn và thành công theo lời khuyên của sàn giao dịch. Quá trình này sẽ mất nhiều nhất một tuần trước khi chúng tôi có thể chính thức ra mắt. Chúng tôi cần nhiều người hơn nữa nhận thức về mã thông báo, Eagle Network và Egon Swap để chúng tôi tiến bộ với tốc độ nhanh trước ngày thứ tư 8 tháng 12 2021 chúng tôi sẽ đưa ra ngay ngày ra mắt giao dịch cuối cùng sau khi hoàn thành cuộc đàm phán quan hệ đối tác với cả hai sàn giao dịch theo kế hoạch có nghĩa là thứ tư các bạn ngày 8 tháng 12 thì sẽ biết có được kết quả là có được list hay không đó có được list hai sàn lớn hay không là ngày thứ tư cho biết Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và thông cảm khi chúng tôi thúc đẩy tiến độ Eagle Network Team. Ok ha. À, như vậy là cũng là tin tốt à, các bạn nhé Các bạn hãy nắm giữ XGO đi nha Hiện bây giờ nó rẻ thì rẻ thiệt á Nhưng mà hãy nắm giữ đi Về lâu về dài thì nó là ok các bạn ha. À, cho nên là các bạn hãy 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 nắm giữ Và đào thật nhiều cho các bạn ha. À, tích trữ ở đó đi Khi nào mà nó lên giá tốc độ nhanh cái là đem ra hốt một phát ha rồi, thì ai chưa đăng ký X Network thì các bạn có thể bình luận hay đi vào mô tả video để xem cách đăng ký như thế nào cho các bạn nha. Ha? Và sau đó thì à, à, nếu có câu hỏi gì có thể bình luận dưới video thì mình giải đáp các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.